có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Nhâm dần thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Sự thật chấn động về tử vi cuối năm 2023, tuổi Nhâm Dần số mệnh phú quý, đổi vận giàu sang, tiền tiêu ba đời không hết. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả, ở trong quá trình đó thì bất kể loài nào cũng không tách ra được khỏi quy luật nghiệp quả. Có người sắp nhận nghiệp giữ quả báo tới, lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt là do cái đức năng của người ấy. Ngược lại cũng có những người liên tiếp gặp may mắn, giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo tác nên nghiệp bất thiện, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần trắng tay, khổ cực trăm bề. Đức năng thắng số chính là như vậy, sống có đức độ, ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Và thời điểm cuối năm 2023 này, có con giáp tuổi Nhâm Dần được lội ngược dòng số phận của mình khi được thần tài ban lộc, phúc lộc tinh cùng cao chiếu, quý nhân mở lối dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng, làm ăn trúng lớn, giàu có ú ụ, tiền bạc ào ào đổ về như mưa rào mùa hạ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần nghèo khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xịn, giàu sang sung sướng, khiến người người kính nể. Vậy, để biết được vận trình từ nay tới Tết 2024 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sẽ ra sao và làm thế nào để sớm nhận được những may mắn đó, thì ngay sau đây sẽ là luận giải chi tiết đến từ kênh Minh Đường Tử Vi. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trước đó đừng quên để lại một đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào quý vị nhé. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Nhâm Dần thân mến, trong số 12 con giáp, tuổi Dần là đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Nhìn bề ngoài tuổi Nhâm Dần khoan dung, hiền từ, nhưng nội tâm vô cùng kiên cường, dũng cảm bảo vệ danh dự, là người hay xông pha, nghĩa hiệp, nên trên đời chịu nhiều bất lợi cho thanh danh. Có nhiều khi phạm vào điều bất kính, nên phải chịu lời phê bình ác ý, đối với việc này phải cẩn thận, có tín nghĩa nên được mọi người tôn kính, nếu là phụ nữ thì có trí tuệ, đạt thành công. Người sinh vào năm Nhâm Dần lúc nhỏ và thời thanh niên có vận tốt, trung niên chìm nổi, chưa ổn định nhiều biến đổi, sau tuổi trung niên dần dần gặp cơ hội tốt, cuối đời có đức nên vận thế lên cao, Nhâm Dần cũng rất tốt bụng, ngay thẳng, không lừa lọc hay trộm cắp gì của ai bao giờ, nhưng đôi khi Nhâm Dần tham vọng quá lớn, chính là hòn đá cản đường đối với họ. Bẩm sinh người tuổi Nhâm Dần rất hiếu động và thích sự thay đổi, nên họ thường sống phiêu lãng. Trong độ tuổi trung niên, số phận của họ có thể không yên ổn, cũng không có được một chức vị trọng yếu nào, nhưng sau khi vượt khó khăn, họ sẽ được hưởng hậu vận tươi sáng. Đối với vấn đề tình cảm, tuổi Dần được mọi người kính nể, họ có thể giúp gia đình tránh được nhiều nạn lớn bằng tính cách mạnh mẽ, sôi nổi, thái độ lạc quan. Người tuổi Dần khiến mọi người chẳng thể nào lạnh nhạt, cô đơn, trong đám đông họ trở thành tâm điểm chú ý. Người tuổi Hổ rất khó tin tưởng người khác, nhưng một khi đã tin thì lại là một người thành thật, một lòng một dạ, giàu tình cảm và khẳng khái, có khiếu hài hước. Tuổi Nhâm Dần có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm, không bao giờ lừa dối lợi dụng ai, họ có khuynh hướng đề cao bản thân, nên tự quyết định hôn nhân của mình mà ít khi chịu lắng nghe ý kiến khác. Cuộc sống hôn nhân chỉ hạnh phúc khi hai người biết cách nhẫn nhịn và có tinh thần xây dựng. Bên cạnh những đức tính tốt đẹp, thì người tuổi Nhâm Dần cũng có một số nhược điểm. Họ rất hào phóng, nhưng đôi khi chi tiêu một cách hoang phí dẫn tới túng thiếu, phải cần đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ phải mất cả đời để học cách kiềm chế bản thân. Họ dễ xúc động, cũng dễ nổi giận vì nguyên nhân nào đó, thậm chí giận quá mất khôn gây ra hậu quả nặng nề. Chuyện tiền bạc cũng cần minh bạch rõ ràng, nhất là khi cho vay mượn, để tránh sau này nảy sinh tranh chấp, mất đi tình cảm quý báu giữa anh em bè bạn. Khi nói chuyện với mọi người, hãy tập trung lắng nghe, rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm quý báu, đồng thời cùng mọi người bàn bạc, thương lượng các vấn đề hệ trọng trước khi hành động. Vận mệnh người tuổi Dần mệnh kim về sự nghiệp phát triển khá rực rỡ, tài sản cũng sung túc, dồi dào, làm việc khổ cực vất vả, là mệnh số không thể tránh. Song hãy luôn ghi nhớ, chớ lỗ mãng hành sự để giảm thiểu thất thoát không đáng có nhé. Cùng nhìn lại chặng đời của Nhâm Dần, thời trẻ của Nhâm Dần là những ngày tháng cống hiến hết mình, hăng say nhất, vui tươi nhất, dám nghĩ dám làm và liều lĩnh nhất, thì lại gặp ngay cái cám cảnh vận mệnh trêu ngươi, vận số đi xuống,
khiến vài ba năm chẳng được việc gì. Suốt từ 2020 đến hết 2022, gần như chỉ là một đoạn ủ ê, không hanh thông, không thành tựu, chẳng được việc, chỉ thuần trải nghiệm ngược xuôi. Tuy vì thế mà Nhâm dần chán nản đôi khi, nhưng cũng nhờ vậy mà rèn được tâm, rèn được tính, rèn được trình cùng bản lĩnh vào mình. Để hy vọng sau một đoạn thời không thông, thế không thuận, thì cũng là lúc bắt đầu có những bức tranh mới mở ra, một chút tia sáng, cho Nhâm dần ứng được cái câu khổ trước mà sướng sau. Hiện tại của tuổi Nhâm dần, trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, tức vạn vật luôn có một định số riêng biệt, một tài năng để hoàn thành định số, và một khả năng tiềm ẩn để bay bỗng thăng hoa. Nhưng lẽ dĩ nhiên, dù là chim hay cá, để bay và bơi đều cần phải học cái khả năng tiềm ẩn, cái nét duyên lạ, cái điểm thú vị trong tài trí của Nhâm dần là luôn có, nhưng sẽ cần họ khai phá ra, mới móc ra trên con đường mà họ theo đuổi sự sang giàu. Cái vòng đại vận cũ của tuổi Nhâm dần cơ bản đã đến đỉnh, tức nó đã cho tuổi Nhâm dần vinh quang ở điểm cần vinh quang, nổi trội ở lúc cần nổi trội, phú quý ở khi cần phú quý, hưởng thụ phần nào sự trọng vọng của những người xung quanh. Và khi đã vòng vèo bao năm quanh co, thì cũng đến lúc Nhâm dần đạt đến đỉnh cao từ cuối năm 2023 trở đi. Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng nhẫn nại chờ thời, thì từ cuối năm trở đi sẽ chính là lúc Nhâm dần đạt đỉnh cao. Đây sẽ là giai đoạn Nhâm dần sẽ có cơ hội để tăng tốc vận hành thăng hoa. Nếu mùa đông ở hiện tại ứng với việc những khó khăn, những vất vả, những mỏi mệt, những trắc trở, những hoảng loạn, những lo toan, thì tương lai của Nhâm dần sẽ là cảnh sắc mùa xuân. Mùa xuân đang ở phía trước là những may mắn, là sự thành công tích cực, là những hoa thơm trái ngọt đang chờ Nhâm dần đón nhận sau những xui xẻo phải chịu trước đó. Năm 2023 quả thực sẽ là một năm tươi sáng và tốt đẹp đối với tuổi Nhâm dần. Bạn chủ động và tích cực hơn, đồng thời tận dụng tốt các mối quan hệ sẵn có mà vươn tới thành công. Thoát khỏi thái tuế, lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm, nên tuổi Nhâm dần có thể bứt phá nhanh chóng và thở phào nhẹ nhõm sau một năm đầy chật vật trước đó. Xét về tổng thể, năm Quý Mão của người tuổi Nhâm dần khá bình ổn, dù là sự nghiệp hay cuộc sống cũng đều có những bước phát triển, có thể không quá lớn nhưng đều đều, chậm mà chắc. Sự nghiệp năm 2023 của người tuổi Dần, muốn là có được những điều mình muốn, thiên ấn ở bên tuổi Nhâm dần tìm được hướng đi đúng đắn cho mình trong công việc, biết nỗ lực và cố gắng thì chắc chắn sẽ thực hiện được những kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên cũng xin nhắc nhở con giáp này nên chú ý hơn đến tiểu tiết, hạn chế việc thiếu cẩn thận, vì cái nhỏ mà mất cái lớn, thiệt hại cũng chẳng để đâu cho hết. Tiểu nhân có thể bất cứ lúc nào bạn sơ hở mà chiếm lấy cơ may thăng tiến của bạn, cuộc sống của bản mệnh sẽ tràn đầy thú vị, hứng khởi trong kinh doanh, làm ăn. Người tuổi Nhâm dần dễ đạt được lợi lộc mà nhiều người khác mơ ước, thậm chí là không làm cũng có ăn. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, tiền bạc cứ ùn ùn đổ về nhà, đặc biệt từ nay tới Tết 2024 này. Người làm kinh doanh có cơ hội phát tài, khi cung tài lộc mở rộng, làm ăn gặp thời, tiền trong túi của những người sinh năm dần sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là thời điểm tài chính dồi dào của nhiều người tuổi Nhâm dần, bạn đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp và tài lộc. Xin chúc mừng bạn! Đầu tiên, xem tổng quan tử vi tuổi Nhâm dần trong thời điểm cuối năm 2023. Xem tử vi cho cô bác tuổi Nhâm dần, sinh năm 1962, thời điểm tháng cuối năm là tháng 11 và tháng 12 âm lịch. Cô bác tuổi Nhâm dần sẽ được trời thương Phật độ, cho lộc về làm ăn, mà đổi vận giàu sang, ăn Tết to nhất làng. Tuổi Nhâm dần sinh năm 1962, có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ vững vàng hơn trong tương lai, dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào. Tài lộc từ nay tới Tết 2024 không quá dồi dào, nhưng tuổi Nhâm dần sinh năm 1962 vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè, mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn, giúp cho con giáp này có thêm thu nhập. Vận trình tình cảm của Nhâm dần cũng rất tốt đẹp, giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Nhâm dần sinh năm 1962 nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình. Lời nhắc nhở, thăng tiến nghề nghiệp nhưng cần kiểm soát chi tiêu, tình cảm thuận lợi, hãy tận dụng cơ hội này. Cụ thể, về phương diện sự nghiệp. Khác với tử vi đầu năm tuổi Nhâm dần, bước vào giai đoạn từ nay tới Tết 2024, thoát khỏi thái tuế, lại không gặp mối quan hệ xung khắc nào với địa chi của năm,
nên bản mệnh có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm sau một giai đoạn nhiều khó khăn vất vả trước đó. Thời gian này đánh dấu bước trở mình của con giáp này ở phương diện công danh, sự nghiệp khi được khá nhiều cát tinh hậu thuẫn. Dù ở môi trường nào, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được cách thích nghi nhanh chóng và phát huy bản lĩnh của mình, được cả sao chính ấn và chính quan chủ về công danh chiếu mệnh. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để Nhâm Dần lấy lại những gì đã mất, những gì đã đầu tư và bỏ ra từ trước tới giờ. Có thể thấy con giáp này đang tự tạo ra động lực cố gắng cho bản thân. Bởi nếu không tự mình có đam mê, sẽ rất khó có ai đó hay việc gì đó đủ năng lực để khiến Nhâm Dần thay đổi suy nghĩ. Từ nay tới Tết 2024 âm lịch, bạn cũng khá hăng hái khám phá các khía cạnh mới mẻ của bản thân, qua đó khẳng định vị trí của mình. Nếu được trao cơ hội bồi dưỡng, bạn nên nắm chắc để trang bị cho mình những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc, đừng ngại va chạm, bởi phải có va chạm và cạnh tranh, bạn mới dần tốt lên mỗi ngày. Thêm cả sự xuất hiện của sao Thái Dương, cát tinh này có lợi cho nam mệnh hơn nữ mệnh. Trong việc phát triển sự nghiệp cá nhân, nhờ vậy, bạn có thêm sự xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đánh đổi để theo đuổi mục tiêu. Tưởng chừng mọi thứ cứ tiếp tục suôn sẻ như vậy, nhưng do ngũ hành của Dần tương khắc với ngũ hành lưu niên, khó khăn cũng có thể ấp tới bất cứ lúc nào, nhất là vào những thời điểm bản mệnh chủ quan lơ là. Đặc biệt, năm nay Dần còn bị sao trực phù chiếu, sự đa nghi của bạn trở nên mạnh mẽ hơn, bạn khó tin tưởng người khác trong quá trình làm việc chung, nên có thể bỏ lỡ những cơ hội hợp tác tốt đẹp. Nhiều lúc bản mệnh còn có xu hướng muốn tách biệt, làm việc độc lập, bởi cho rằng mọi thứ mình làm chỉ có bạn mới hiểu và nắm chắc. Có bàn tay người khác nhúng vào rất dễ nảy sinh xung đột, song cũng bởi thế mà mọi việc phải tự thân một mình cố gắng, đôi khi vất vả mà còn không được ghi nhận xứng đáng vì sức người có hạn. Lời khuyên dành cho bản mệnh là dù đang làm gì ở đâu thì cũng nên tiết chế cảm xúc, chớ nên nóng nảy trong cách hành động, làm việc và lời nói. Dù có muốn thể hiện quan điểm của mình tới đâu, cũng nên chú ý hoàn cảnh kẻo rước thị phi vào người, vừa gây ảnh hưởng tới uy tín và sự nghiệp, cũng như túi tiền của mình cô bác nhé. Xem tử vi tài lộc tuổi Nhâm Dần từ nay tới Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi 2023 Quý Mão dự báo về phương diện tài lộc, dù cuối năm không có tài tinh nhập mệnh, song tình hình tài chính của bản mệnh không đến mức đáng ngại, vẫn có rất nhiều cơ hội kiếm tiền đầy túi nếu thực sự kiên trì và tỉnh táo. Với người làm công việc cố định, công việc ổn định nên thu nhập của bản mệnh cũng được đảm bảo, chỉ cần bạn chăm chỉ thì không lo thiếu ăn thiếu mặc. Bên cạnh đó, bạn cũng nên quản lý chi tiêu hợp lý, thì tiền bạc vẫn được coi là rủng rỉnh. Việc làm ăn kinh doanh có lợi nhuận thu về, bạn cũng có thể nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng làm ăn hay đầu tư mới, đặc biệt những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao, những khoản đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy. Nhưng vẫn có những rắc rối tiềm ẩn mà con giáp này không lường trước hết được. Khi có những quyết định quan trọng, bản mệnh đừng nhìn ở hiện trạng, mà nên tìm hiểu kỹ càng trước khi ra quyết định nhé. Cẩn thận không bao giờ là thừa, nó sẽ giúp bạn hạn chế nhiều rắc rối, nhất là khi có người nhiều kinh nghiệm can ngăn. Thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân trong lúc này, vấn đề tiền bạc khá nhạy cảm. Vì thế, trong năm bạn cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Về phương diện sức khỏe, bản mệnh có thể gặp tình trạng lao lực do làm việc quá sức, mải mê quá với công việc mà bỏ bê việc chăm sóc cơ thể. Bạn nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ, đặc biệt chớ nên bỏ bữa, dù bận rộn đến đâu, bởi thói quen xấu này có thể gây ra nhiều hệ lụy cho dạ dày và đường tiêu hóa của bạn. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên chú ý vấn đề vận động, luyện tập thể thao. Lười vận động không tốt, nhưng vận động quá sức cũng hại sức khỏe. Bạn nên tập luyện cân bằng và phù hợp để đảm bảo thể trạng ổn định, hạn chế chấn thương và nguy cơ bệnh tật. Ngoài ra, dịp cuối năm cần chú ý đi đứng cẩn thận, hạn chế tới những nơi sông nước hay đèo cao vực sâu nhiều âm khí kẻo vong thần gây họa, tính mạng có thể gặp bất trắc. Về phương diện tình duyên gia đạo, ngũ hành xung khắc dự báo đường tình duyên của cô bác đối mặt với khá nhiều trở ngại trong dịp năm 2023 này. Có thể do công việc quá bận rộn mà cô bác lơ là việc quan tâm chăm sóc gia đình, nhưng điều đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, bởi cô bác đã đi cùng nhau một chặng đường dài nên tính nết của nhau cũng khá hiểu rõ. Tuy nhiên, vẫn có một vài cô bác tuổi Nhâm Dần chưa thực sự tìm được người để tâm sự, chia sẻ những nỗi niềm của mình. Với các cặp đôi hiểu lầm liên tục xảy ra nhưng không được tháo gỡ kịp thời, có thể là nguyên nhân phá hỏng mối quan hệ tình cảm của con giáp này với nửa kia. Nếu có thể tránh những chủ đề nhạy cảm của cả hai ngay từ đầu, vấn đề có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. Đáng lo ngại hơn cả là có dấu hiệu người thứ ba xuất hiện,
cố gắng chen chân vào giữa hai bạn khi khoảng cách giữa đôi bên ngày càng lớn. Những trận giận hờn chính là cơ hội tuyệt vời để kẻ đó phá hoại tình yêu mà hai bạn đã vất vả xây dựng lên. Còn với người độc thân, dù cũng có một vài cơ hội hẹn hò, song mọi chuyện vẫn chưa đi tới đâu, bản thân bạn cũng không đủ kiên nhẫn ở giai đoạn đầu của cuộc tìm hiểu, nên mọi thứ diễn ra và kết thúc khá chóng vánh, có vẻ như bạn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc và có tính ràng buộc vào lúc này. Nhưng nếu cứ vui chơi qua đường rồi thôi, bạn có thể sẽ làm tổn thương và bỏ lỡ người thật sự yêu thương mình. Con giáp này cần có trách nhiệm hơn với cảm xúc của bản thân. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, dịp cuối năm 2023. Giai đoạn 1, tử vi từ nay đến hết tháng 11 âm lịch. Theo dõi tử vi từ nay đến hết tháng 11 của 12 con giáp âm lịch cho thấy, cô bác tuổi Nhâm Dần dù có đối mặt với khó khăn thì cũng hãy tự tin rằng bạn sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất với hoàn cảnh của mình, mọi người có thể nâng đỡ, hỗ trợ cũng chỉ làm giảm nhẹ tình hình căng thẳng mà thôi. Theo tử vi 2023, những tháng cuối năm Quý Mão, áp lực công việc của người tuổi Nhâm Dần khá lớn, điều này chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống của bạn. Có điều, bản mệnh là người linh hoạt và nhạy bén về thời cuộc, vì thế dễ dàng xử lý và hoàn thành mọi công việc được giao đúng tiến độ, thu về không ít thành quả tốt lành. Tháng này lâm đế vượng cuối tháng, nên vận trình báo hiệu vận khí ngày càng khởi vượng, khó khăn hay thử thách trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Chỉ cần tuổi Dần tập trung làm việc gì cũng có thể giải quyết tốt và thu về kết quả mãn nguyện. So với tử vi những tháng trước, đây là tháng mà mọi việc cần gấp rút hoàn thành, vì thế khả năng cao bản mệnh phải tăng ca hoặc mang việc về nhà làm, hãy cứ xông xáo và chủ động làm việc. Dù biết là khó khăn vất vả, thậm chí khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, nhưng đổi lại bạn sẽ nhận được những gì xứng đáng có được. Mặc dù có điềm báo tiểu nhân quấy phá, cản trở công việc, nhưng cơ hội thăng tiến trong tháng rộng mở, bạn nghĩ sao nếu cuối tháng đón tin vui về việc thăng chức hoặc tăng lương, đó là tin vui, nhưng có lẽ không phải là điều quá bất ngờ với bạn. Nhâm Dần nổi tiếng là người thông minh, mạnh mẽ, nhưng ít ai hiểu rằng họ cũng có những điểm yếu nhất định, nhất là khi một số việc đã lên kế hoạch kỹ càng lại đi sai hướng. Cảm giác mất kiểm soát khiến họ càng cảm thấy thiếu tự tin. Thế nhưng, nếu còn trách cứ cuộc đời rằng người khác may mắn, còn tại sao tôi lại không, thì có nghĩa là bạn chưa nghĩ thông suốt được mọi việc, không hiểu rõ vai trò của bản thân trong cuộc sống của chính mình, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực, càng khiến bạn khó thoát ra khỏi tình trạng hiện tại. Lời khuyên cho bản mệnh trong thời gian này nên tĩnh tâm, nhìn nhận lại, nếu cần hãy đọc sách để mở mang kiến thức. Ngoài ra, bạn có thể gặp gỡ, hỏi những người có kinh nghiệm để sáng tỏ vấn đề. Nguyệt lệnh lâm quan mang tới cho bản mệnh cuộc sống ổn định vững chắc, nhưng dường như bạn quá cứng nhắc, khá vất vả vì phải tự lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ, tầm nhìn có vẻ hạn hẹp, nên đang thiếu đi sự cảm thông cho mọi người xung quanh mình, dường như càng căng thẳng, stress thì Nhâm Dần lại càng dễ cáu giận, nóng nảy, lại cộng thêm ảnh hưởng của Thiên Cẩu nên dễ vướng vào thị phi không đáng. Không những thế, việc khó ngủ, tâm trạng hay bất an còn là nguyên nhân gây hại cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này, may mắn là có tả phù nâng đỡ. Nên dù gặp sao xấu thì tình hình cũng được giảm nhẹ, mọi sự sẽ sớm êm xuôi. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận hoàn cảnh đang có, linh hoạt tìm cách để thích nghi thay vì đối đầu như trước đây. Quý nhân, Tuất, Ngọ, tiểu nhân, Ý, Dậu, màu sắc may mắn, trắng, xanh lam, con số may mắn, 07, 19, 38. Giai đoạn 2, tử vi tuổi Nhâm Dần tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 của 12 con giáp âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần có không ít sự biến động, khó giữ được sự ổn định như trước đó, chịu ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất thai. Công việc lúc thuận lợi, khi lại bế tắc, rất khó đoán trước, do là tháng chạp cận Tết nên bạn sẽ thấy khối lượng công việc lớn hơn rất nhiều, con giáp này được giao nhiều việc cùng lúc. Bản thân bạn cũng muốn hoàn thành những hạng mục còn dang dở trước khi năm Quý Mão khép lại, để có thể an tâm đón năm mới nên cảm giác khá bận rộn, thường xuyên phải tăng ca là chuyện dễ thấy. Cũng bởi vận khí chưa ổn định nên hung hiểm vẫn luôn rình rập, bạn không thể chủ quan muốn làm gì thì làm. Điềm báo cho thấy do tính cách của những chú hổ khá bộc trực, nên có thể ăn nói đụng chạm người khác trong tháng này. Dường như tháng này bạn khá bận rộn và dễ ăn nói đụng chạm, nên khi làm việc gì cũng cần tính toán kỹ lưỡng. Chú ý cách ứng xử, thay vì nóng nảy thì nên mềm mỏng một chút để tránh chuyện thị phi và có được quan hệ tốt với mọi người. Ngoài ra, bạn nên có sự linh hoạt hơn, tránh bảo thủ khi xử lý mọi việc để không tạo cơ hội cho tiểu nhân ném đá giấu tay. Nhìn chung sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm huyết thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định.
Để giảm thiểu rắc rối, khi làm việc gì cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử, thay vì nóng nảy thì nên mềm mỏng một chút để tránh chuyện thị phi và có được quan hệ tốt với mọi người. Nhìn chung, sự nghiệp tuy gặp một số trở ngại, nhưng nếu cẩn trọng, dành nhiều tâm huyết thì vẫn gặt hái được thành quả nhất định. Tất nhiên những ai chủ quan, khinh suất, lười nhác thì sự nghiệp sẽ lao dốc không phanh, công sức cố gắng cả một năm có thể đổ bể trong nháy mắt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng phải chú ý xử lý công việc linh hoạt hơn, đừng nên quá bảo thủ, tránh bị tiểu nhân ném đá giấu tay. Cần phải suy nghĩ tích cực, dành thời gian quan sát và tìm hiểu tình hình trước khi đưa ra kết luận để tránh vạ miệng. Ngoài ra, tinh thần làm việc không quá hăng hái trong tháng, nên bạn dễ rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng sáng tạo, bế tắc trong cách điều hành. Thời gian này bản mệnh nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân, hãy nhìn lại những gì mình đã đạt được để có cái nhìn khách quan nhất, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. Tài lộc có tài tinh soi rọi nên có chuyển biến tốt, chính tài dồi dào, nguồn thu nhập chính tăng. Một số thu nhập ngoài luồng cũng khả quan, cần có cách quản lý tài chính chặt chẽ và khoa học hơn để tính chuyện tích lũy lâu dài. Trong tháng cận Tết, bạn cũng phải đề phòng mất trộm hoặc bị lừa đảo. Tháng này tâm tính người tuổi này có thay đổi nhiều, suy nghĩ trở nên khá cứng nhắc, tình trạng căng thẳng, mệt mỏi kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu tới cả sức khỏe và cuộc sống. Trong tháng có nhiều tiệc tùng, bạn cũng nên để ý đến việc ăn uống, hạn chế sử dụng đồ uống có cồn. Quý nhân, Ý, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc cát tường, vàng, đỏ, con số may mắn 22, 04, 56. Thưa quý cô bác tuổi Nhâm Dần 1962 thân mến, cũng đã sắp bước sang năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Nhâm Dần nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Nhâm Dần. Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Nhâm Dần nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Dậu 1969, tốt, Canh Tý 1960, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Canh Ngọ 1990, khá, Kỷ Mão 1999, khá, Tân Sửu 1961, khá, Bính Tuất 1946, khá, Đinh Tỵ 1977, khá, Tân Mùi 1991, khá, Mậu Thân 1968, trung bình. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Nhâm Dần trong năm Giáp Thìn 2024 là Nhâm Dần 1962, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Kỷ Sửu 1949, xấu, Mậu Tý 1948, xấu, Tân Hợi 1971, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Kỷ Mùi 1979, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Nhâm Thân 1992, xấu. Bản mệnh Nhâm Dần nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần,
năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Chuyên gia phong thủy đã hướng dẫn 3 cách xả xui cuối năm, đón cát khí cho năm mới. Thứ nhất, dùng muối đón vận may vào nhà. Muối có tính mặn, dân gian xưa hay dùng có thể xua đuổi tà ma, trừ tà, đem tới sự may mắn, bình an và năng lượng tích cực cho mọi thành viên trong gia đình. Cách xả xui bằng muối thực hiện như sau, cho muối biển vào nồi hoặc chảo, rồi đổ cồn xâm xấp mặt muối, châm lửa đốt và chờ cồn cháy hết, thì cho phần muối được đốt cháy vào túi và mang ra ngã ba bỏ đi là xong. Lưu ý, đốt cồn muối cần đóng cửa để tránh gió thổi vào mà làm tắt. Xông nhà bằng muối xong hãy mở cửa ra để ngôi nhà đón nhận những năng lượng mới, tích cực hơn. Đơn giản hơn là rắc muối biển vào từng góc nhà, trước sân, trước cửa để xua đuổi tà ma và đón vận may cho mình và gia đình. Hoặc muốn kết thúc chuỗi ngày đen đủi, xui xẻo, bạn có thể cầm một nắm muối sau đó ném qua vai trái của mình. Lưu ý là phải ném qua vai trái nhé, bởi nếu lỡ ném qua vai phải thì bị cho là xui xẻo còn tăng thêm gấp đôi nữa đấy. Theo chuyên gia phong thủy, ông bà từ xa xưa đã có câu nói, đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi, muối là muối ăn hay muối sống, và vôi là vôi sống. Theo ngày xưa, muối và vôi là hai chất để trừ tà và đem lại sự may mắn cho người dùng. Muối có thể tịnh hóa khí trường, sát khuẩn cực hữu hiệu, do đó người ta thường hay rắc muối ở từng phòng và trước cửa nhà để xua đuổi tà ma, đón vận may vào nhà. Tục sám muối còn cầu mong sự đậm đà, hòa thuận trong tình cảm gia đình, sự mặn mà trong các mối quan hệ cuộc sống. Thứ hai, dọn nhà, tạo hương thơm dễ chịu cho ngôi nhà. Một ngôi nhà bừa bộn với mùi hôi, khó chịu, tanh tưởi, ẩm mốc sẽ khiến không gian trong nhà trở nên bí bách và mang năng lượng xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận. Cách đơn giản bạn có thể thực hiện là dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của mình. Hành động đơn giản này còn mang ý nghĩa chút bỏ những điều không may mắn, chút bỏ cái cũ để đón những nguồn sinh khí mới, năng lượng mới tích cực hơn. Có thể dùng các loại tinh dầu thiên nhiên để kích thích nguồn năng lượng tích cực trong nhà, hay dùng bột tẩy uế giúp thay đổi trường khí và mang lại cát lành may mắn cho các thành viên sống trong ngôi nhà, hoặc dùng hoa tươi, nến thơm hay tinh dầu thơm để xua đi mùi xú uế, cải thiện không gian sống, lưu giữ hương thơm giúp ngôi nhà dễ chịu, thư thái, đổi vận đón tài lộc vào nhà. Đốt trầm là cách nhiều người dùng để loại bỏ xui xẻo, tăng cường năng lượng tích cực cho ngôi nhà, nên chọn những loại hương nồng như gỗ đàn hương, hoa nhài, tốt nhất là trầm hương để xông nhà, giúp loại bỏ những điều không may, xui xẻo, trừ tà khí và tăng cường năng lượng dương cho không gian sống. Quan trọng là chọn mua được loại trầm chuẩn, chất lượng, tránh mua loại trầm có tẩm hóa chất độc hại. Có nhiều loại trầm hương khác nhau nên cách xông trầm cũng có khác. Với trầm hương bột, cho bột trầm hương vào lò đốt trầm bằng điện để khói lan tỏa ra khắp phòng. Với nụ trầm hương, đốt nụ trầm hương trên đĩa và để khói tự lan ra. Với trầm hương mảnh, cho trầm hương vào khay đốt chuyên dụng, sau đó bê đi quanh nhà để khói trầm hương có thể lan tỏa ra khắp không gian sống. Mẹo thứ ba, đốt phong long phù. Với một số nhà phong thủy thì phong long phù được dùng nhiều trong việc trừ uế khí, khai vận, chiêu tài, vì rất dễ làm, thỉnh phong long phù.
đã được tẩy uế, khai vận. Sau khi thắp hương ở ban thờ gia tiên, ban thờ thần tài gia chủ thành tâm khấn lại, khai báo đầy đủ tên tuổi, địa chỉ và kêu cầu những mong muốn sở nguyện của mình để phù ứng nghiệm. Cuối cùng gia chủ xin tạ lễ và đem phong long phù đốt ba lá ở các hướng tốt trong ngày. Theo quan điểm dân gian, phong thủy, xả xui có thể làm bất cứ khi nào cảm thấy vận trình của mình đi xuống hay gia chủ vừa lui tới những nơi có nhiều âm khí như đền chùa, bệnh viện, nghĩa trang, đi đám tang, khi về đều có thể làm để trừ năng lượng xấu, tà khí và kích hoạt vận may cho mình và gia đình. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý vị đi tìm hiểu về cây cảnh phong thủy, giúp cô bác đổi vận phát tài, giàu sang phú quý. Thông tin cơ bản về tuổi Nhâm Dần năm 1962. Tuổi Nhâm Dần năm 1962, cung Cấn, trực trừ, mạng, kim bạch kim, vàng trắng, khắc, lưu trung hỏa, con nhà bạch đế phú quý, xương con cọp, tướng tinh con ngựa, màu sắc hợp, màu bản mệnh, màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, màu tương sinh, vàng sẫm, nâu đất, thuộc hành thổ, màu kiêng kỵ, màu đỏ, cam, hồng, tím, thuộc hành hỏa. Những người tuổi Nhâm Dần thường phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn, họ hợp với màu xám, trắng, ghi, thuộc hành kim, và kỵ với những màu thuộc mệnh hỏa. Cũng bởi vậy mà mọi người thường lựa chọn những loại cây phong thủy hợp mệnh hoặc tương sinh để cân bằng lại những điều không may mắn trong cuộc sống. Dựa theo phong thủy, một số loại cây cảnh hợp với người tuổi Nhâm Dần có thể kể đến như là cây bạch mã hoàng tử, cây lan chi, cây lan ý. Ở nội dung bài viết này, ban biên tập chương trình sẽ cùng các bạn tìm hiểu các đặc điểm có trên ba loại cây này. Tuổi Nhâm Dần hợp với cây bạch mã hoàng tử. Cây bạch mã hoàng tử có thân màu trắng, mọc thành từng bụi, vươn thẳng với chiều cao trung bình của cây từ 25 đến 80 cm. Gân lá và sống lá có màu trong suốt, tán lá rộng khoảng 30 đến 35 cm, chỉ cần thoạt nhìn cũng cảm nhận được nét hoàng tộc toát ra từ nó. Cây bạch mã hoàng tử để phòng khách, theo phong thủy loài cây này hợp với hầu hết các mệnh, nhưng được đánh giá là hơn hẳn lại chỉ có người mạng kim. Tuổi Nhâm Dần người ta cho rằng loài này mang đến sự may mắn, tài lộc và vượng khí cho chủ nhân sở hữu nó. Cây bạch mã hoàng tử phong thủy còn được biết đến bởi chúng còn là tượng trưng của sự thăng tiến, công việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc cũng như trong cuộc sống. Cây lan chi mang may mắn cho mệnh kim tuổi Nhâm Dần. Cây lan chi là loài thực vật thân thảo, phần thân bị bao phủ bởi nhiều lớp lá chồng lên nhau, thân cây ngắn nhưng ngược lại lá cây rất dài, nhọn và tỏa ra xung quanh, lá cây màu xanh hơi nhạt, mép lá viền màu trắng, cánh lá mỏng nhưng cứng và giòn. Cây dây nhện. Cây phát triển thời gian dài có thể sinh cây con xung quanh, trường hợp dây nhện được trồng trong chậu thì cây con thường mọc dài ra, treo lơ lửng ngoài không trung và lấy chất dinh dưỡng từ cây mẹ. Cây lan chi phong thủy còn có ý nghĩa mang đến nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Trong công việc văn phòng có sự thăng tiến, trong công việc kinh doanh có sự hanh thông, thuận lợi và là loài cây phong thủy để bán hợp với tuổi Nhâm Dần năm 1962. Cây lan ý mang sinh khí mới cho tuổi Nhâm Dần. Cây lan ý để bàn là loài hoa thân cỏ nhỏ, phát triển thành bụi ở điều kiện thuận lợi lan ra rất nhanh, cây có tuổi thọ khá lâu đời. Chúng sở hữu những chiếc lá lớn, tính từ cuống lá phải dài tới 12 đến 65 cm và rộng 3 đến 25 cm. Lá của cây mọc bắt đầu từ mặt đất, hình lá dạng bầu dục thuôn nhọn đầu, lá có xu hướng rủ xuống gốc, màu lá xanh thẫm, bóng và khá dày, trên mặt lá nổi lên những vết gân màu xanh nhạt hơn. Cây phong thủy hợp tuổi Nhâm Dần. Trong phong thủy người ta cho rằng cây lan ý phong thủy là loài cây phù hợp với những người mang mệnh kim. Và tất nhiên người ta tin rằng nếu ai đó thuộc cung mệnh này sở hữu một chậu lan ý thì sẽ luôn may mắn trong công việc, hạnh phúc trong tình yêu. Như vậy, Minh Đường Tử Vi đã cùng các bạn tìm hiểu về ba loại cây phong thủy để bàn hợp tuổi Nhâm Dần năm 1962. Qua đó cũng phần nào tìm được lời giải người tuổi Nhâm Dần nên trồng cây gì. Những loại cây nêu trên không chỉ hợp với mệnh kim tuổi Nhâm Dần, chúng cũng hợp với rất nhiều những mệnh khác, và bởi vậy nếu bạn đang tìm kiếm cây phong thủy để bàn thì đừng nên bỏ qua những loài cây này. Quý vị thân mến, đời Nhâm Dần có 3 việc nếu không biết kiểm soát hoặc tránh được thì cố đến đâu gia đình cũng khó mà hạnh phúc. 1. Không biết bảo dưỡng thân thể. Nếu bạn không biết chăm sóc cho cơ thể khỏe mạnh thì sau này đau ốm bạn sẽ tốn kém nhiều khoản tiền ngoài dự tính, những khoản chi phí ấy có thể làm sụp đổ cả một gia đình. Thế nên, đời người sức khỏe mới chính là tài sản đáng quý nhất, chỉ cần cơ thể khỏe mạnh thì bạn sẽ tiết kiệm được khoản tiền chữa bệnh rồi. Hãy biết rèn luyện,
Cần dưỡng sinh thì phải dưỡng sinh, hãy biết yêu thương chính bản thân mình nhiều hơn thì mới có thể an hưởng tuổi già được. 2. Không nắm giữ tốt tiền bạc trong tay. Con người Nhâm Dần khi còn trẻ, lúc nào sẵn sàng xông pha trên mọi nơi để lập nghiệp, mục tiêu cuối cùng là kiếm tiền để dưỡng già, để có cuộc sống thoải mái khi tuổi già. Tuy nhiên, khi về hưu thì sức khỏe và tinh thần của Tín Chủ cũng theo đó mà giảm sút đi, nhưng có nhiều Nhâm Dần tuổi này vẫn phải bận lòng vì con cái, là cha mẹ thì việc nuôi dưỡng, chăm sóc con cái là chuyện cần làm, nhưng cái đáng nói là nhiều người đang làm việc này quá tay, họ đem toàn bộ số tiền dưỡng già của mình để cho con cái, mà không giữ cho bản thân đường lui, có người nghĩ, tiền bạc, nhà cửa rồi sau này cũng để lại cho con cả, nên cho sớm hay muộn cũng như nhau, nhưng thực tế không như vậy. Bản thân mỗi Nhâm Dần sau tuổi về hưu thì cần phải dưỡng già, chỗ dựa lúc này là con cái, nhưng chủ yếu vẫn là số tiền đã tích góp từ trước, hãy biết dự phòng cho bản thân những lúc cấp thiết. Có rất nhiều trường hợp, cha mẹ trao cho con cái quản lý tiền bạc, nhưng rồi sau khi lập gia đình thì con cái bỗng dưng thay đổi, lúc này mâu thuẫn dẫn đến xung đột giữa cha mẹ và con cái. 3. Sống dựa dẫm phụ thuộc vào con cái. Rất nhiều người nghĩ rằng mình vất vả nuôi dưỡng con cái bao nhiêu năm thì tới lúc mình già con cái phải có nghĩa vụ báo đáp mình, nhưng thế hệ con cái ngày nay phải lo lắng rất nhiều, nào là trả tiền nhà, tiền xe, tiền chăm sóc vợ con, rồi chi tiêu hàng ngày, có những người con không phải họ không muốn báo hiếu, mà là họ lực bất tòng tâm. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.